Chào anh. Kệ. Ê, này, cái áo này em vừa thấy ở trong phòng anh. Ê, không phải sừng sốt thế. Đây chỉ là một mẹo vặt nơi công sở thôi. À, cái này người ta gọi là người không có ở đó mà như có ở đó. Quá chuẩn. Để nói cho cậu nhé. Mình mang hai chiếc áo đi làm. Vắt một chiếc ở trên thành ghế trong văn phòng. Nhưng mà người mình thì lại vẫn ở dưới cổng công ty để uống nước chè, hút thuốc. Hay, rượu kế. Đúng là chỉ có Duy Hoàn mới nghĩ ra được những cái trò củ chuối này. Củ chuối cái đầu cậu. Thôi, tớ phải lên căng tin. Trên đó đang có rất nhiều em nóng bỏng chờ tớ. Cô nói Duy Hoàng hả? Duy Hoàng mới mua cái áo cho nó màu mè thấy ớn luôn à. Tự nhiên con cái bông bự bên đây nè. Nữ tính quá. Cái áo vest đó em thấy dễ thương mà sếp. Có cái bông nhìn trẻ trung. Nhiều khi sếp mặc vô nhìn trẻ mấy tuổi luôn á. Ủa cô nói thiệt hả? Để bên nào tôi mượn Duy Hoàng tôi bận bữa coi ha. Bây giờ cô vô tìm Duy Hoàng ha. Rồi sáng kêu Duy Hoàng ký luôn để mai tôi chuyển cho đối tác. Sếp ơi, em vào phòng rồi, chỉ có chiếc áo ở trên đó thôi. Em tưởng là anh Hoàng ở trong nhà vệ sinh chứ. Trời ơi, Duy Hoàng thích nổi bật mà làm sao mà bỏ cái áo có được. Cô vô phòng coi vòng vòng nó coi. Nhiều khi Duy Hoàng đang tán tỉnh cái mai hoặc bảo trinh gì ở trong đó đó. Dạ, cảm ơn sếp. Chị thấy anh Duy Hoàng đâu không? Sếp mà thấy anh Duy Hoàng đâu không? Rõ ràng cái áo của anh Hoàng vẫn còn ở trong phòng. Mà tôi biết anh ta sẽ không ra ngoài nếu không có cái áo đó. Vậy anh ta chuối đâu ta? Em không thấy anh ấy đâu không à? Không thấy anh ấy đi đâu nữa. Sếp, các cô có thấy Duy Hoàng đâu không? Không sếp ạ. À, sếp mặc áo của anh Duy Hoàng à? Ôi trời ơi, sếp mặc áo này trông trẻ và đẹp trai quá sếp ạ. Chào mọi người. Đẹp thật đấy. Anh đi đâu đấy? Này, sếp. Sếp đang mặc áo của em à? Này, sếp đang xâm phạm quyền cá nhân của người khác đấy. Sao lại có hai cái áo giống hệt nhau này? Này, các cô đừng có ăn nói linh tinh. Tôi trốn việc lúc nào hả? Đúng rồi, Duy Hoàng không bao giờ trốn việc. Đừng nghi quan cho cậu ấy. Thế thì anh giải thích về hai chiếc áo giống hệt nhau như này đi. Cô nhầm rồi. Chiếc áo này là ở trong phòng Duy Hoàng nè. Còn Duy Hoàng từ ngoài đi vào để làm việc cho tôi. Đấy, tôi đi làm việc cho sếp. Các cô đừng có nghi quan. Sao sếp lại bao che cho anh ta? Đúng hai đó. Người đang có mưu gì á? Đúng đó. Hai cô nói chuyện lung tung vậy? Bao che hồi nào bao che? Hai cô vào làm việc cho tôi. Em cảm ơn sếp. Cậu thấy tờ bản áo này có đẹp không? Dạ. Tôi thích nhất là cái bông hoa này. Dạ. Nhưng mà nó không hợp lắm với cả tuổi của sếp. Dạ. Hợp sao không hợp? Trời ơi, cho bản áo này tôi thấy thoải mái lắm mà. Nó còn đã hơn mấy cái bộ đồ vest của tôi nữa. Dạ. Thích lắm. Còn một điều nữa là cái áo này vợ em mua ở chợ. Sếp ấy phải là mặc cái áo ở mua ở trong hiệu cơ. Cậu tính lừa đảo tôi hả? Dạ. Bộ cậu tôi không biết cậu mua cái áo này ở trong đồ hiệu của Pháp hả? Cái mạc còn ở đây là thấy không? Dạ vâng anh. Nhưng mà cái áo này nó đắt lắm. Thế sếp cho em xin lại. Em xin lại. Rồi trả lại phải không? Dạ vâng ạ. Rồi trả áo cho cậu cũng được. Nhưng mà cậu có muốn mọi người ở trong công ty này biết cậu chơi cái trò lừa đảo hai cái áo không? Dạ không. Sếp mặc cái áo này đẹp quá.